Không được nha. Cái này là chị làm cho bạn chị đó. Không được ăn hay chưa? Chà một chút xíu mà cũng không được. Bây giờ muốn ăn á thì lăn vào bếp. Con gái thì thường thường cũng phải biết nấu ăn. Cho nên chị quyết định chị sẽ gửi cái công thức ngàn cân này cho em. Để lấy quyển sổ này cái viết đi. Chị dạ. Dạy cho. Vô gửi chén cái. Cấm nha. Chị ơi, em đang có sổ với cây viết rồi nè. Chị ra liền. Ủa, vậy bánh đâu rồi chị? Chị đã đó mà. Chị cho em chút xíu mà chị cũng không cho nữa. Trời ơi, sao em làm mà em... Em làm gì? Em ăn hết của chị em nói vậy vậy? Em đâu có ăn đâu. Trời ơi, em ăn xong rồi em ăn luôn cái dĩa hả? Cái dĩa đâu? Em đâu có biết đâu. Em mới vừa đi lấy cuốn sách này về mà. Em càng ngày nha, càng ngày càng quậy phá, càng hư hỏng rồi đó. Trả cho bánh đây cho chị cho lên. Em đã nói là em không có ăn mà. Cái gì mà ồn ào vậy kìa? Đây, chú Tùng à, có mặt chú Tùng à. Chú Tùng, con mới vừa để dĩa bánh ở đây. Xong bây giờ quay lại con ăn ăn hết trơn rồi. Con đâu có ăn đâu. Chú tin là bé An nhưng không có ăn. Sao chú Binh nó? Không phải là Binh nhưng mà chú hiểu với An, với An từ đó giờ không phải là người như vậy. Vậy hôm nay ai ăn bánh con? Chắc là con mèo nó tha. Thôi được rồi, chú đưa tiền cho mua lại bánh mới nha. Dạ, nhưng mà chú không phải phạt nó. Không có tội bắt phạt người ta kỳ cục. Con không biết đâu. Ba tin con đi, con không có ăn đâu. Ba tin con mà. Vậy thì ai ăn dĩa bánh? Thì ra là em. Em ăn cắp cái dĩa đúng không? Em đâu có ăn cắp đâu. Em không ăn cắp thì tại sao em cầm? Thì em lấy cái dĩa đó nằm ở ngoài em lấy vô. Em ăn thì em mới cầm. Em không ăn em cầm làm gì? Em không có cầm mà. Em cầm, em nói đi. Cái này nè, chị cũng biết là em không thích ăn loại bánh này đúng không? Em đâu có thích ăn cái bánh này đâu. Vậy tại sao em cầm cái dĩa? Bắt tại giận nha. Ăn bánh mà bây giờ đi dọn đúng không? Đi phi tan chứng cứ đúng không? Đâu có đâu, em đâu có ăn. Ghét rồi, chị hết nói nổi em luôn á An. Em làm sao em không chịu nhận đi? Em đã nói là em không có ăn. Vậy chứ ai ăn? Bình ăn á. Bình, Bình đâu rồi? Thấy không, em càng ngày càng quá đáng. Em ăn hay không nhận, còn đổ lỗi cho em nữa. Chị hết hiểu nổi em rồi. Em đã nói là em không có ăn rồi mà. Bực bội ghê. Đúng là Bình không thích ăn bánh này. Nhưng Bình không ăn thì ai ăn? Ai đó? Nè Bình. Em đang giấu cái gì đó? Ủa em đâu có giấu cái gì đâu nha. Đưa đây. Không. Trời ơi, cái này là cái đầm của chị mà. Bởi nên mặc cái đầm này hả? Chị bé qua tuần. Em dạo này tập đến 6 đâu ra vậy? Đồ dơ trong mấy giặt chật ních luôn á. Em đâu có làm đâu. Chị thấy dạo này em hư lắm nha. Như qua đài luôn á. Nè em nhìn nè, sao tự nhiên đồ của em toàn dính sô-cô-la không vậy? Đã vậy hình như em tày dầm đúng không? Em đâu có đâu. Đồng thời á, em cũng không biết tại sao nó nằm trong mấy giặt nữa kìa. Ôi thiệt luôn á, em làm thì em nhận đi chứ. Nói gì nữa. Em đâu có làm. Cái gì vậy? Ba Tùng, chị thấy nó con tờ dầm. Ôi chú đúng rồi chú, chứng cứ rành rành đây này còn nói gì nữa. Trời ơi. Không phải đâu bé An, nào giờ đâu có tè dầm đâu. Có thể là chứ người tè dầm thằng Bình. Trời ơi trời, không lẽ thằng Bình nó mặc cái đầm của bé An xong rồi nó tè hả chú? Không phải, có nghĩa là khi nó ngủ chung mà nó tè dầm rồi nó chảy qua đầm của An thôi. Trời ơi, nói gì chú có làm. Không có làm, ba tin con mà, yên tâm đi. Ê, nó nghe nè, ba sắp sửa đi Bình Dương công tác, ba ngủ lại một đêm
Có gì ở nhà chị em nhớ coi chừng nhà, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho ba nha. Thiệt hả chú? Ừ. Đi nhớ mua quà cho con nha chú. Chưa đi mà đòi quà. Gì con? Ba cho con xin 100.000 tiêu giặt được không ba? Trời ơi, xin 100.000 tiêu giặt. Tuần trước mới cho tiền xong đừng nói hết nghe rồi nghe chưa? Dạ, tại con phải đóng tiền quỹ lớp. Tiền quỹ lớp hả? Thì thôi, mong trời ơi. Thôi. Trời ơi, xin tiền mà làm mặt lớn mặt nhỏ nữa. Nhiều. Dạ, 100. Nè. Dạ, nhà ông ba. Ở nhà ngoan nghe chưa, nhớ phụ chị dọn dẹp nhà cửa đó. Ba dạ. Đi nha. Dạ. Ừ. Bớt ở giờ nghe chưa? Em không có làm. Chắc chắn là thằng Bình có chuyện gì mờ ám nè. Bạn đừng có khóc nữa. Trong nhà mình mà bạn khóc lớn á là sẽ bị phát ra yên. Mình nhớ mẹ lắm. Mình biết là bạn nhớ mẹ. Hay là mình mang bạn về nhà đi. Mình không muốn về nhà. Vậy thì bạn lên trên phòng ngủ đi. Phòng bạn không có cửa sổ. Nhà mình nhiều cửa sổ lắm. Mỗi ngày trước khi ngủ, mẹ mình hay kể cho mình nghe những câu chuyện ở ngoài cửa sổ. Mình nhớ mẹ mình lắm. Nhưng ngày mai bạn về đi. Mình không muốn về nhà. Ai đó? Mình hả Bình? An hả? Sao giờ này không ngủ đi nha? Còn xì xào gì đó. Hai đứa đừng hù chị nghe chưa? Mà trời ơi, bạn hù chị mình xỉu rồi kìa. Chị Thi. Dạy đi chị Thi. Hả? Chị dạy Thi kìa. Nghe hả? Thôi chị, em là Bình nè. Má, không phải ma đâu, bạn này tên là Khoe Tây, bạn của em á. Sao tự nhiên ở đây đây? Dạ, tại ở trên lớp mấy bạn của bạn cứ chơi chọc bạn là không có cha. Vì cha của bạn bỏ mẹ bạn đi. Bạn tức quá, bạn mới đánh lộn ở trên lớp. Rồi bạn về vì mẹ bạn la. Rồi bạn giận, bạn bỏ đi. Cho nên á, em thấy bạn tội quá nên mới dẫn về nhà lấy bánh cho bạn ăn. Rồi tối thì chơi với bạn. Em còn lấy đồ của chị An cho bạn mặc nữa. Vậy là em lấy đồ của chị cho Khoai Tây mặc hả? Vậy còn dĩa bánh cũng là em lấy cho Khoai Tây hả? Thấy chưa, em nói là em bị quen mà. Thôi, bây giờ cái chuyện đó nó không còn quan trọng nữa. Nè Khoai Tây, em cho chị số điện thoại của mẹ em đi. Rồi để chị còn điện mẹ em cứu em về. Sao lại cắt lắc đâu? Chị, bạn không muốn chị hỏi vậy đâu. Tại vì bạn nói bạn không muốn về nhà. Tại sao lại không muốn về? Nhà của mình thì mình phải về chứ. Chị không giải quyết chuyện này đâu. Chị sẽ điện cho ba Tùng để giải quyết chuyện này. Con là Khoai Tây. Dạ, đúng rồi. Con không phải là Khoai Lang mà con là Khoai Tây. Ba mới đi có một ngày mà trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện rồi đó. Dạ, tại con hết. Ba đừng có la em Khoai Tây nha ba. Ba có la Khoai Tây đâu. Ba không hề la. Vấn đề ở đây là ba muốn Khoai Tây phải đi về nhà. Bởi vì mẹ của Khoai Tây rất là trông ngóng Khoai Tây. Hơn nữa mẹ Khoai Tây nghĩ là Khoai Tây bị bắt cóc rồi sao? Ba ơi, ba đừng có sợ em Khoai Tây bị bắt cóc. Em Khoai Tây dữ dằn lắm. Cắn một cái là đứt nguyên một bàn tay. Trời ơi, vậy đó hả? Ghê vậy đó hả? Dạ. Dữ dằn vậy đó hả? Dạ. Cái đó là chuyện của em Khoai Tây nha. Nha. Chú mà không tin đứa ta đây, còn cắn một cái là đứt liền á. Nè. Ủa, chị đưa cho cắn thử làm gì? Nè, nghe chú hỏi nè. Dạ. Con có muốn nhìn thấy mẹ con khóc không? Con có muốn nhìn thấy mẹ con buồn không? Dạ không. Con nhớ mẹ con không? Dạ nhớ. Con có biết là bây giờ mẹ con đang rất là trông ngóng con. Mẹ con đang ngồi ở nhà khóc kìa. Con phải đi về nhà nha.
Dạ con không biết. Con không biết nhà con. Ủa sao từ nhà con qua đây con biết mà từ đây về nhà con không biết là sao? Không biết. Mọi người có ai tới nè? Ôi Tây, mẹ. Con đi đâu hôm qua giờ con không về? Con đừng bỏ mẹ đi nữa nha con. Ba con đã bỏ mẹ rồi, con đừng có bỏ mẹ nữa nha. Con xin lỗi mẹ. Không sao đâu con, con đừng bỏ mẹ đi nữa nha. Mẹ. Tình mẫu tử thiêng liêng, thấy mẹ con họ sum họp mà cầm lòng không được. Các con ơi, sau này lỡ mà ba có làm cái gì sai, các con có bỏ nhà đi không vậy? Con. Cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Cái này còn giỡn được hả? Dễ gì tụi con bỏ ba đi được, tụi con thương ba nhất mà. Ồ, vậy nghe mới đã. Ba ở đâu là tụi con ở đó. Trời ơi, nghe sướng gì đâu á. Gia đình ở đâu là con ở đó. Trời ơi, nghe bệnh gì đâu á. Dù là một đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Bạn có biết là dưới ánh trăng bạn đẹp hơn nhiều lắm không? Đẹp làm gì? Khi mà giờ này vẫn còn lẻ bóng một mình. Bạn có thể cho mình cơ hội chăm sóc bạn từ bây giờ và mãi mãi được không? Sao? Sao bây giờ anh nói với em những lời như vậy? Làm con gái anh nha. Anh yêu em. Nè, sao chị tắt TV? Trời trời trời, em còn nhỏ, tự nhiên đi coi mấy cái này, hung hết tùm lum hết á. Phim hay chết đi được. Trời ơi, à, còn nhỏ không có được coi nghe chưa? Chị nhìn mà chị còn ớn như gà luôn vậy. Thất vọng về chị quá. Trời trời, hôm nay còn thất vọng về tôi nữa. Già như trái cà vậy á, em bị sao vậy? Chị mấy đứa ơi! Ơi, chị ba Tùng mua đồ mới cho mấy đứa nè. Yes, đồ mới. Dạ. À, chào chị. Em. À. Ủa, An, ba Tùng mua đồ mới cho em nè. Ủa, Bình đâu con? Dạ, hình như Bình nó lên lầu rồi chú. Ủa, An làm gì mặt quý sĩ vậy? Đâu có gì đâu. Ê, có đồ mới nè. Có đồ mới đó. Tên 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 tên. Cam phố Xuân Dương. Đâu đứng lên coi. Đâu có hình một cô búp bê dễ thương lắm. Trời ơi, cái đầm này thì làm sao mà con mặc được? Sao không mặc được? Nhỏ xíu à, con đã cao thành 5cm rồi. Ba mặc cái này chứ búp bê đi. Con thật thất vọng về ba quá. Ôi, mẹ. À. Wow, chú. Hồi nãy nó thất vọng về con, xong giờ nó thất vọng về chú. Chị Vy, hay chị lên, chị làm gì cho nó thất vọng đi, cho nó vui. Thôi. Ủa Vy, anh đâu có làm gì đâu mà thất vọng về anh. Đúng không? Thí dụ mà mua không vừa thì đổi size khác thôi. Thi, em lên lầu coi bé An nha. Xong rồi xuống đây có gì báo với chị nha. Dạ. Lên lầu đi. Đi chẳng dạ. Chẳng coi nó có. Bé An này sao tâm tính nó thay đổi kỳ cục chứ hồi đó giờ đâu có cáu gắt dữ vậy. Không có, em đang nghi ngờ. Cái thái độ con bé An là đang ươm mầm dậy thì. Em nhìn là em biết. Vậy là cái ngày nó lấy chồng bỏ cha nó lại gần lắm rồi nè. An ơi, An à. Ba đi theo con gì? Ba theo, ba bảo vệ cho con. Con lớn rồi, có chồng con lo rồi. Ba đi về lo sức khỏe của ba đi. Thôi mà, thằng Bình thì cũng có vợ. Con bây giờ là vợ người ta luôn rồi. Đừng bỏ ba nha con. Có chồng con lo rồi, ba về đi, con đi đi. An,
An à, An. Trời ơi, mấy đứa con nó bỏ tôi hết, thân già một mình làm sao sống nổi đây nè trời. Không được, mình phải ngăn cái chuyện này lại. Sau đây, Winner xin gửi tới bé An một bài hát đang hit. Cháu đi mà, cháu đi mau xéo. Cô thương cháu thì cháu không cắt. Anh à, anh Winner, anh ngồi xuống. Hay thế mà không thưởng thức gì cả. Em thấy anh hát còn dở hơn là cả trai anh nữa. Cái gì? Em bảo anh là hát dở hơn trai em á? Dở đấy, dở, nay đi dở. Nhóm à? Đứng lại. Mày. Cái gì đó? Cái gì đó? Cậu mới làm cái hành động gì đó hả? Con chọc bé An thôi mà. Ai cho phép cậu thọt cùa lét nó hả? Cậu là đàn ông, nó là con gái. Mắc gì cậu có cái quyền gì cậu chọc cùa lét nó? Ba. Ba cái gì? Con đi đâu đây? Dạ con đi ra đi đọc sách. Đọc sách hả? Đọc sách tại sao không ở nhà đọc? Ra đây đọc chuyện người lớn phải không? Phải không? Ba, không có đâu, chuyện Doraemon mà. Doraemon hả? Đừng có dối ba. Găng tay đụng chạm. Trời, cái này chuyện Doraemon thiệt. Ba trả sách cho con. Ba kỳ quá, con lớn rồi mà ba cấm hoài à. Không phải là cấm con, nhưng mà trời đất ơi, con gái mà đi ra ngoài công viên đọc chuyện một với một người con trai vậy là không có được, thôi đi về đi con. Con không về, ba thích gì ba về đi. Ba không về. Mình đi chỗ khác đi Win à. Quay, quay lại. Bỏ cái tay ra. Làm cái gì vậy? Hả? Làm cái gì? Thì con chỉ khoác vai bé An thôi mà. Ai cho phép? Tôi đã nói rồi, cậu không được quyền đụng chạm vào người con gái của tôi. Bây giờ còn nhỏ khoác vai, rồi mấy mốt lớn lên cái tay cậu dài ra còn khoác tới cái gì? Hồi lúc mà em bằng tuổi bé An á, thật sự là em với ba có một khoảng cách gì đó rất là lớn. Tại vì á, em là con gái, còn ba là con trai. Hai người á, khó tâm sự với nhau lắm. Lúc đó em có những chuyện em thắc mắc ở tuổi mới lớn mà em không biết làm sao để hỏi ba, anh hiểu không? Lúc đó em còn có một người mẹ để em được trải lòng, được thắc mắc, nhưng mà không được. Chết rồi, bây giờ phải làm sao ta? Không lẽ giờ anh phải kiếm mẹ cho nó liền? Không có cần phải kiếm mẹ, do anh thôi. Nhưng mà lúc mà em cần thắc mắc vậy thì làm sao mẹ em biết? Thì đó, em lên mạng, em đọc sách báo nè, em hỏi bạn bè xung quanh đó, rồi góp nhặt những ý kiến vô. Sau đó là em tháo gỡ được những khúc mắc mà của tuổi mới lớn đó. Rồi cái sau đó còn một hôm em mới mời ba lại bàn. Em ngồi nói chuyện thẳng thắn với ba luôn. Xong rồi ba cũng bất ngờ về em nữa. Cái ba nhìn em từ trên xuống dưới nha. Xong cái ngồi cái ba quay mặt ba bỏ đi. Biết tại sao ba quay mặt bỏ đi không? Ba khóc. Thì bây giờ nếu như anh biết được cái vấn đề đó rồi thì anh phải giống như là anh giải tỏa nó đi. Anh đừng để cho con bé An tự phải tìm hiểu, mà anh chính là những người bạn của nó, anh chia sẻ với nó. Hiểu không? Là người bạn phải chia sẻ. Đúng rồi. Với lại bây giờ cái tuổi này là sáng nắng chiều mưa, trưa lâm râm, rất là thất thường. Anh phải làm một người bạn với nó thì nó mới có thể chia sẻ, mới trải lòng với anh, và anh hiểu được nó luôn. Chứ mà anh càng bao bọc nó bao nhiêu là nó sẽ nghĩ anh kèm kẹp nó bấy nhiêu đó. Anh hiểu không? Anh đừng nghĩ nó là một đứa con nít, mà anh hãy nghĩ đó là một người bạn với anh. Làm gì cũng được, miễn bé An đừng rời xa anh là được rồi. Đồng ý là chị em nó không phải con ruột của anh, nhưng từ lâu lắm rồi anh coi nó như máu thịt của mình. Mà ba đi dạo cái ba mỏi chân quá, ba ngồi đây. Dạ con cũng mới đi dạo chơi. Ba vô tình thấy con á. Dạ. Bé An. Dạ. Ba có đổi cái đầm cho con rồi. Dạ. Nhưng mà cái chỗ ba bán quần áo á, họ nói là cái size của con á hết rồi. Dạ. Chiều nay là ba sẽ chạy tới đó ba lấy. Dạ. Ba xin lỗi nha. Dạ. Con gái ba lớn rồi mà ba tưởng đâu còn nhỏ, ba mua đồ nhỏ xíu à, bận không vừa.
Con đừng buồn ba nha. Dạ ba ơi, vậy chiều nay ba dắt con đi với nha. Được chứ, có con qua thử là biết được luôn mà. Dạ. Ừ, dễ hơn. Dạ. Ừ. Ba. Dạ. Ở nhà cô Linh, anh Vinh có sinh nhật á, anh Vinh có mời con á. Thiệt đó ba? Ừ, đúng rồi, anh Vinh có mời con. Nhưng mà đâu có gì đâu, con đi với ba qua đó, con hai cha con mình qua đó chơi ở nhà cô Linh á. Hay là con ngại, con không sao, có gì con đi qua đó mình cũng được. Tại vì cái bữa đó ba tự nhiên ba quên ta, đúng rồi, bữa đó là ba có công chuyện, con cứ tới chơi với anh Vinh mình không sao hết á, không đừng có lo, không sao đâu. Thôi ba đi với con đi, nhà cô Linh toàn là người nhà không mà, có gì đâu mà xa lạ. Mà ba cũng không biết là bữa đó ba có rảnh không nữa, nếu mà ba sắp xếp được thì ba sẽ đi với con. Dạ dạ được đó ba. Ý kem rồi. Dạ. chờ ba chút nha. Chết rồi. Thôi con dạ. ngồi đây chờ một chút, ba chạy đi mua cây khác cho con nha. Dạ thôi khỏi ba, không ăn kem đâu. Trời ơi, ba vụng về quá. Không có đâu ba. Có cây kem không mà. Nhớ hồi xưa lúc mà tụi con mới về với ba, ba dắt tụi con đi công viên chơi ha. Cái thấy xe kem là hai đứa con đòi ăn cho bằng được. Lúc đó ba mua cho hai đứa mỗi đứa 1 cây. Mấy cha con mình ăn chung vui quá trời. Dạ. Bây giờ nghe tiếng len keng của xe kem, cái giống như là quán tính nó chạy đi mua một cây kem cho con liền. Mà quên mất tiêu là con gái của ba lớn rồi, con gái của ba hết thích ăn kem. Ba ơi, không có đâu, con nhớ mãi là đứa con nhỏ xíu trong lòng của ba. Con muốn ở bên cạnh ba để bảo vệ ba. Con xin lỗi vì con đã lỡ kêu ba là chú Tùng. Không sao hết, không sao con hết. Con lỗi ba. Không sao hết con, không sao hết con gái. Dù là một đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng. Vy thôi mà đừng giận mà Vy. Thôi mà ê chết nắm tay mà nắm lộn. Vy thôi đừng có giận mà. Trời ai da a, trời ơi sao cái đá nó có cái cục ngay đây, tôi ngồi đau gần chết luôn à. Vy cái gì vậy, ngồi tiếp bên kia đi, đây nó vướng cái cục nè, đừng có giận mà. Bữa đáng lẽ về sớm rồi nhưng mà tại vì sếp Tài không cho về. Sếp Tài nói là có khách hàng phải ở lại giao lưu cho nên mới là về trễ. Suốt ngày giao lưu vô hủ. Đừng hứa hẹn gì nữa nghe, tôi đi coi phim mình luôn. Nói vậy nghe được á, đi coi phim mình rồi. Anh Tùng! Anh Tùng! Tôi đi với ai trời? Đó, đi với người này nè. Ủa vậy? Vy, anh Tùng muốn đi coi phim nè, chị đi với ảnh nha. Phim này hay lắm. Vy, Vy. Anh cảm ơn em. Ủa Vy. Anh ơi, anh định đi coi phim hả? Anh thích gì, anh thích phim nào, anh thích loại phim nào? Ôi, em thích phim kinh dị lắm. Bởi vì vô coi phim kinh dị mới là em sợ lắm. Linh ơi, tôi bận rồi, Linh ơi. Bận gì, khùng quá, ăn bắp nước gì không? Em bao luôn, em ba anh luôn. Linh ơi, tôi nói tôi bận, Linh không nghe hả Linh? Tôi nói tôi bận. Sao tự nhiên anh quạo với em? Sao tự nhiên anh cáu với em vậy? Đi coi phim là chịu, nãy Vy nó chỉ em nói mà. Nó nói anh muốn đi coi phim mà, chứ đâu phải là em muốn. Còn bữa nay em gặp anh là em muốn mời anh qua nhà em, để mời anh uống nước cam. Ôi biết sao không, má em ở dưới quê đó, dưới Long An mới gửi lên mấy cần xế cam. Trời cam, cam, nước, ngon lắm. Anh qua nhà em uống nước cam không? Thôi tôi ngán cam lắm,
tôi có công chuyện. Linh ơi, Linh thông cảm cho tôi đi. Không, qua nhà em uống nước cam, cam ngon lắm rồi, em dắt sẵn để nhà đi. Qua nhà uống nước cam tôi đi. Tôi khoái quýt à, tôi không có khoái cam. Thôi uống nước cam đi, qua nhà em đi, đi với em đi, không đi là em la lên á, em la lên. La lên cái gì? Em la, sao đi. Trời ơi, Linh ơi, Linh, tôi rối với Linh thiệt luôn á. Qua uống nước cam thôi chứ không có làm gì hết à nghe. Trời, sao làm gì được, không làm gì đâu. Đi, sao sợ. Cái gì vậy? Không, em sao sợ. Đi. Trời ơi, không bắt máy nữa. Vi ơi là Vi. Vậy đi về làm bè làm gì vậy? À, trái phải không trái phải là sao? Không có gì hả? Trái phải ý em muốn nói là anh và em đừng làm trái những điều mà chúng ta phải làm. có gì trong đó hay sao mà cứ trái phải hoài. Xin lỗi. Alo, tôi nghe này chị Hường. Alo, Tùng hả? Ủa, mà Tùng đang ở đâu vậy? Tôi đang có công chuyện, có gì không vậy chị Hường? Nói nghe nè, Hường nói nhanh lắm. Hường có hai cái vé đi xem kịch ma. Tùng đi với Hường nha. Hường sợ ma quá trời quá đất luôn á, nên mới rủ Tùng đó. Bây giờ gặp nhau làm sao? Thôi được rồi, để Hường tới đón. Tùng đang ở đâu vậy? Alo. Anh Tùng bận rồi. Anh Tùng bây giờ đang trong phòng tay của tôi rồi, đừng có làm phiền anh nữa. Ê, cái gì vậy Linh? Con nhỏ này đeo Tùng gì mà đeo như đĩa vậy mày? Da dễ sợ luôn. Mình phải tìm cách cắt nó mới được. Nè. Trời ơi Linh ơi, sao tự nhiên ăn nói kỳ cục vậy? Em đã nói mấy lần rồi, em không thích anh qua lại với cái bà đó. Qua lại cái gì, người ta mời tôi đi coi kịch mà. Anh ngồi yên đó, bây giờ uống nước cam xong đi, rồi em dẫn anh đi coi phim. Nói uống nước cam gì, nước cam mà tôi nghi ngờ có cái gì trong đây nè. Không có gì hết. Mấy giờ uống đi, uống đi. Uống nước cam đi anh. Trong nước cam có gì nói thiệt cho tôi nghe đi. Chứ tôi thấy nãy giờ cái ánh mắt nhìn vô hai ly nước cam này nó kỳ kỳ đó. Nó không có cái gì hết. Trời ơi, em đã nói rồi, anh thấy không? Cam vắt nguyên chất tươi, không có gì hết. Uống đi. Uống. Uống ly này đi, uống ly này đi. Quá uống ly này. Là cuối cùng vũ ly nào? Không, bây giờ thì hai đứa mình xì xong nữa. Xì xong là sao? Hả? Chứ giờ em uống biết ly nào. Ủa giờ hai ly giống nhau, giờ uống ly nào cũng được, bắt gì phải xì xăm gì đó. À không, mình xì xong là tình yêu anh ơi, cút bắt trò chơi cho trời nó. Trời Linh ơi, lớn rồi Linh ơi. Đâu có cần phải vậy đâu Linh, bây giờ thôi giờ mệt quá. Nói thiệt cho tôi biết đi, hai ly nước cam mà có cái gì trong đây? Anh Tùng, hình như trong anh không bao giờ tin em. Anh không có lòng tin ở em đúng không? Đúng. Tại Linh lúc nào cũng vậy hết á. Em khẳng định với anh, trong hai ly nước cam này không có cái gì hết. Anh không tin đúng không? Tôi không tin. Anh không tin đúng không? Ừ. Được rồi, em uống cho anh nhiều lòng. Rồi, hơi xuống nè, rồi uống nè. Có gì đâu. Sao? Thì bây giờ anh uống đi. Anh Tùng. Giờ phải uống hả? Uống đi. Sao tôi cũng nghi ngờ trong ly nước cam mà có gì đó. Trời ơi, thôi đừng nghi ngờ, em uống chứng minh cho anh coi rồi. Anh nào mẹ, anh nào được Tùng. Ừ, chào con trai. Ê, con uống cam nha. Ừ, ê, ê, dừng dừng, nước, tay bằng. Gì vậy? Con khát, con về con uống mà mẹ. Khát thì vô nhà lấy là uống. Nước cam này là của chú Tùng. Ở đâu xuất xa xuất xác vô nhỉ? Sao? Uống đó, chú Tùng cho con kìa. Ê, không, anh bậy. Con đít không được uống nước cam. Con đít uống nước cam vô là dễ tổn hại sức khỏe lắm. Ủa, ngày sao nào tổn hại sức khỏe? Tổn hại sức khỏe là sao? Hả? À không, nói chung là nó không được uống nước cam này vậy thôi. Nó mới chơi thể thao, nó nạp vitamin C vô là hợp lý, chẳng có gì cả. Uống đi con. Nhưng đó. Mà không. Thôi, anh ơi, vitamin C này là dành cho anh.
anh muốn cho nó uống, uống đi con. Đó chú, cho con uống kìa. Mẹ kỳ quá à. Không được, không được, không được. Thôi vô trong lấy nước uống đi. Sao cái nhà này kỳ cục quá vậy trời. Tôi nói bao nhiêu lần rồi không bao giờ ai nghe lời tôi hết. Rồi giờ làm sao? Hồn. Anh Tùng. Không được, không được, không được, được. Có winner ở nhà nha, không có để vậy được nha. Anh Tùng. Thôi bây giờ là... Anh nói nghe nè. Thôi lên ngồi xuống. Rồi thôi lên ngồi xuống đi, ngồi xuống. Anh Tùng. Tự nhiên uống ly nước cam xong tự nhiên bị kỳ cục. Thôi, biết rồi, tôi đi dây. Anh Tùng. Trời ơi, mệt quá, mắt mở không lên luôn mà. Say sẩm à? Ráng lên. Trời ơi, tới bây giờ mọi người nó vẫn còn bay bổng lân lân đi chơi cho tôi chết quá. Mệt quá mà. Ê, cái gì vậy? Hết hồn vậy? Tập sớm vậy chị? Vi. Ủa, Khoa làm gì mặt ngoài phờ phạc với chị? Thôi, chuyện tế nhị chị không nói đâu. Thôi, để chị giấu cho riêng chị biết. Ủa, hôm qua thấy ở chung cư chị với anh Tùng. Chị với chú Tùng hẹn hò hả? Ủa, chuyện này cưng cũng biết hả? Trời đất ơi, anh Tùng á, thấy ảnh vậy á, ở ngoài miệng thì lúc nào cũng hơi. Nhưng mà khi về tới nhà, khi có hai người với nhau, trời ơi, ảnh giống như là một con hổ mà đói mồi á, hiểu không? Thôi được rồi, chị giấu cho riêng chị biết, chị không có nói gì đâu. Nói chung bây giờ là anh Tùng đã thuộc về tôi rồi. Ai mà chỉ cần dòm ngó hay muốn ý định gì anh Tùng là sống không yên với Linh này đâu. Em hôm qua còn dám nhắn tin với mình. Ấu quá. Giang ơi, khỏe quá ha. Ủa cô không nhớ gì hay sao? Chuyện tối hôm qua đó. Cũng hên nghe, nhờ có tôi đưa đi cấp cứu kịp thời, chứ không thôi là quậy banh chành rồi. Rồi tội nghiệp luôn cả thúi hẻo đời tôi đó. Nhớ không tối qua? Ủa, ba. Hồi tối qua chung cư mình có tiệc hả? Đâu có, chung cư đâu có tiệc gì đâu. Chỉ có phía tiệc bên cô Linh nè. Chứ chung cư đâu có cái gì đó. Trời ơi, bên kia hôm qua nghe, trời ơi con ơi, không thể tưởng tượng luôn đó. Nhớ không? Chú Đức. Anh Tùng, anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tay em. Ông Đức ơi, mẹ con bị làm sao ông Đức ạ? Ông vào xem giùm con đi ông. Coi cái gì vậy? Nè, bị cái gì vậy? Bị cái gì đó? Hả? Cô sao vậy? Anh Tùng. Cái gì vậy? Phải. Anh Tùng bằng xương bằng thịt đi mà. Cái gì trời? Anh Tùng. Trời đất ơi. Tùng à. Trời ơi. Em xin nhẹ nhàng như cái một con mèo. Cái gì mà như mèo dần chuột. Trời ơi, tôi là Đức mà. Không, anh Tùng. Trời ơi, hồi nào. Trời ơi. Mẹ bị làm sao vậy? Mẹ con bị cái gì rồi? Để đưa đi bệnh viện cấp cứu thôi. Trời ơi. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tay em. Trời ơi, đi ông Đức mà. Quá. Thôi mà, đừng nhắc chuyện hôm qua nữa. Chú kỳ quá. Đúng là hết chỗ nói rồi à. Ha 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 ha
gì mày cười vậy? Ê, đừng có nói là mày cũng có uống nước cam nha. Nha. Yeah.